Cô Trang chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại các con trong chương trình Bé Vui Học của trường Mầm Non Chi Đông. Các con ơi, hôm nay bạn Thỏ Trắng có tặng cô Trang và các con một món quà rất là đẹp. Chúng mình có muốn khám phá xem bạn Thỏ Trắng đã tặng chúng mình món quà gì không nào? Hãy cùng đến với cô Trang để chúng mình mở hộp quà này ra nhé. 3, 2, 1. Wow! Thỏ tặng chúng mình món quà gì đây? Đúng rồi, đó là một bức tranh đèn ông sao đã được tô màu thật là đẹp rồi đấy. Các con hãy cùng quan sát xem các cánh của đèn ông sao được tô bằng những màu gì nào. Đúng rồi, đó là màu xanh và màu đỏ. Còn phần giữa của ngôi sao thì được tô bằng màu gì? Đúng rồi, đó là màu vàng. Và cán của ngôi sao được tô bằng màu gì nhỉ? Chính là màu đỏ. Tua rua của ngôi sao thì được tô bằng màu gì? Đúng rồi, các tua rua được tô bằng màu tím đấy. Và để ngôi sao được nổi bật, bạn Thỏ còn tô nền bằng màu xanh nhạt đấy. Chiếc đèn ông sao của bạn Thỏ thật là đẹp đúng không nào? Và ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tô một chiếc đèn ông sao thật là đẹp nhé. Các con hãy cùng quan sát cô hướng dẫn nhé. Để tô màu bức tranh chiếc đèn ông sao, chúng mình cần chuẩn bị các đồ dùng sau đây. 1. Bức tranh chiếc đèn ông sao chưa tô màu. 2. Bút màu. Sau đây cô mời các con quan sát xem cô làm mẫu nhé. Đầu tiên, cô cầm bút bằng tay phải và cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. Cô dùng tay trái để giữ giấy. Cô chọn bút màu vàng để tô phần giữa của ngôi sao. Cô tô theo đường viền từ ngoài vào trong. Cô ghi màu thật cẩn thận để không bị tô màu ra ngoài. Cô tô xong rồi. Tiếp theo, cô sẽ tô các cánh của ngôi sao. Cô dùng màu xanh để tô cánh của ngôi sao. Các con nhớ tô viền trước nhé. Và tay trái nhớ giữ giấy để giấy không bị dịch chuyển trong lúc chúng mình tô màu. Cô còn chọn màu đỏ để tô các cánh ngôi sao nữa đấy. Trong khi tô, các con nhớ cầm bút bằng tay phải nhé. Và chúng mình hãy ghi màu thật đều tay để màu sẽ đẹp hơn. Vậy là cô Trang đã tô xong ngôi sao rồi. Cô còn chưa tô cái gì nữa nhỉ? À đúng rồi, đó là cái cán để cầm đèn ông sao nữa đấy. Cô dùng màu đỏ để tô cái cán cầm đèn ông sao. Cô tô lần lượt từ trên xuống dưới này. Tiếp đến cô dùng màu tím để tô các tua rua của ngôi sao. Vậy là cô đã tô xong cái tua đầu tiên rồi. Cô tô tiếp đến cái thứ hai. Tô lần lượt từng cái một cho đến cái cuối cùng. Vậy là cô đã tô xong rồi. Cô dùng màu xanh nhạt để tô nền cho chiếc đèn ông sao. Và trong lúc tô màu, các con nhớ cầm bút bằng tay phải và cầm bút bằng 3 đầu ngón tay nhé. Và khi tô nền xong, cô cũng dùng màu xanh để tô màu những đám mây đấy. Đám mây đang bay trên bầu trời thật là đẹp đúng không nào? Cuối cùng, cô dùng màu vàng để tô màu cho ông sao nè, à mặt trăng đang tỏa sáng nữa đấy. Ồ, vậy là cô đã hoàn thành xong bức tranh rồi đấy. Ở nhà, các con hãy cùng bố mẹ tô những chiếc đèn ông sao thật là đẹp nhé. Và có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa, đó là sau khi hoàn thành xong bức tranh, chúng mình hãy nhờ bố mẹ chụp ảnh lại bức tranh và gửi tặng đến các bạn cùng lớp, các bạn cùng trường. Cô chúc các con có một ngày nghỉ thật vui vẻ và đầy ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.